mấy người chuyên dịch lá chìm sâu đồ này nọ chứ thật sự không có cứu giúp cái gì hết trơn á. Còn Đăng Nguyễn thì nó mới cho được cái hoàn cảnh của cái em gì đó, em Lưu Bình Dương Lãi 1 triệu đó, là nói là mai mốt đó, tới tháng nó sẽ hỗ trợ 1 triệu. Bây giờ chút nữa Hà đi là tới tháng nè, đâu có nghe nó nhắc gì đâu mà mình cũng đâu có dám nhắc. Thì bởi vì người ta cho thì nó cho, người ta không cho thôi chứ sao mình dám nhắc á. Rồi còn nó cho bà đẹp á thì một lần với kêu mua giùm cho con gà, rồi nó trả tiền mấy trăm ngàn. Từ khi thì nó kêu mua, bữa đó kêu mua cua đó cũng mấy trăm ngàn. Có là nó cho Úc Hà cái điện thoại, Úc Hà thọ ơn cái điện thoại thì chứ nó cũng có gọi giá số bà đẹp á, lấy 30 cờ 300 ngàn. Bà đẹp có làm tiêu vốn, cái ngày sau mình đem lại sẵn cái nó biểu đem cho người ta 2 lần nữa đó. Tính ra Đăng Nguyễn nó cho Úc Hà là có hoàn cảnh bà đẹp với 2 hoàn cảnh đó thôi, với cho Úc Hà nè. Đây là chài mồi quý vị, đây là một trong những cái gọi là chài mồi, nhắn tin qua để mà than rên của Mạnh Thường Quân ở chài mồi. Thiện nguyện bây giờ đó anh Vĩnh Hồng Kiên, chú Vĩnh Hồng Kiên, cũng có nhiều người họ làm tử tế, nhưng có nhiều người họ xem đó là một cái nghề, xem đó là một cái nghề để kiếm ăn. Trong cái vấn đề đây thì mình thấy là nó nổi cộm lên, nó là Úc Hà hùng cả như là gà mái. Và thằng Lâm Tứ hiện bây giờ không biết là trong tài khoản Lâm Tứ là cái bao nhiêu tiền rồi. Một số tiền tôi nghĩ là cũng khủng khiếp đó quý vị. Không ít đâu. Ý là cũng như con trai gây á, nó vô quá rồi nó nói chuyện với Đăng Nguyễn ở trên cái kênh mình, hai đứa nó mượn cái kênh mình để nói chuyện. Rồi á là nó nói xong nó sọc vô nói là Úc Hà, Đăng Nguyễn nói em hung dữ kiểu Úc Hà hay là cái gì đó, mấy cái tin nhắn gì đó. Chứ còn trai gây từ hồi nào giờ, hồi lúc mà Úc Hà bị gãy xương sống á, là trai gây có gửi cho Úc Hà một lít mật ong, chỉ có 1 lít mật ong, từ đó đến giờ luôn chưa bao giờ cho Úc Hà cái gì hết trơn á. Lúc gãy xương sống là gửi về cho 1 lít mật ong, là gửi cho Dương Tám chuyển qua bên đây. Chứ trai gây với Úc Hà là không có gì gọi là thân thiện đâu. Trời ơi, cái con nhỏ đó đụng ra là nó chửi thấy mẹ luôn á. Mình sợ lắm, mình không dám gần đâu. Rồi bây giờ á, trai gây á, bà Lô Trang rồi thêm mà Đăng Nguyễn nữa, dính một chùm luôn đó. Trong cái câu này bà con nghe cái gì không? Tôi thấy cả hai cái vấn đề. Một cái là Úc Hà nó gãy xương sống. Trời ơi, một người mà gãy xương sống bây giờ nó thật sự là bán thân bất tọa, người ta nằm một đống rồi. Mà gãy xương sống chi mà bây giờ chạy xe 80 cây số như là cái như là ngựa mà phi đường trường đó. Bây giờ cái như là gãy xương sống. Gãy xương sống chạy 80 cây số để quay clip. Bà con tin hay không? Tôi không tin. Gãy xương sống bây giờ người ta nằm một đống rồi chứ. Gãy xương sống mà cái phi như phi xe máy như phi ngựa đó. Ha. Vừa rồi cái ngày tăng gia của nhà chim sâu đó quý vị, bà con thấy Úc Hà nó chạy không? Cỡ Úc Hà nó thật sự giết mà giết 1000 nó chạy, nó hết ga hết số mà gãy xương sống. Gãy xương sống người ta đi, nó thật sự đi đứng người ta kể như là cũng cẩn thận hết mức có thể. Mà gãy xương sống là ít ra trong cái cơ thể của nó phải có một bộ phận rồi đó, nó sẽ bị ảnh hưởng. Gãy xương sống là một trong những cái nơi mà gọi là cái nó tác động trực tiếp về cái tủy sống dãy đó. Mà lên cộng đồng mạng cái Mạnh Thường Quân nào mà điện tới đó, tôi bị gãy xương sống. Rồi cái như là Mai Thi ơi, chị với là Dưỡng Tám, cái như là bây giờ tự bỏ ra 5 triệu quay lên nói tiền của em gửi về cho chị bồi dưỡng với tiền mây áo quần ngang Mai Thi. Đây là một trong những cái chài mồi. Bồi dưỡng gì nữa, cỡ Úc Hà đấy mà bồi dưỡng gì, tôi nói bồi dưỡng nữa có xé cửa ra mà đi đó. Bồi dưỡng nữa có lanh á quý vị, thường thường để thâu đi. Úc Hà thâu để mà lấy 2 cái chân làm phương tiện đi lại. Mà bây giờ mà bồi dưỡng nữa thì anh thấy là em hơi bị nhập. Một là em đi xe lăn. Chứ còn bây giờ nói thật sự với con, cái xương có tí xíu đi mà bây giờ cá tạ thì cứ đè xuống cái xương là chịu nào. Khớp này, những người mập đó là ảnh hưởng khớp rất nhiều, nhất là khớp. Nào tôi nói bị khớp thâu đi không nổ rồi, mà chưa tính vấn đề mà cái tái nó đè xuống nhiều quá rồi, nhiều lúc đi nó dắt một cái là xem như là xong. Rồi ảnh hưởng cho người khác, nếu mà nó rớt xuống cái ruộng sình đó, thì loạn chọn chỗ đấy là nó thật sự người ta bỏ rồi, người ta không gieo trồng nổ rồi.
người nào mà nó thật sự quý bà con, ai mà dạy dạy là cái như là cho tiền hữu hà gọi là bồi dưỡng là đây là sai lầm của chị, đừng để cho tiền hữu hà bồi dưỡng. Hữu hà cái gì đâu bồi dưỡng, bây giờ người nó khỏe như thế rồi. Bồi dưỡng nữa là một trong những cái là hại hữu hà đó, để hữu hà còn lấy hai cái chân mà hữu hà đi, chứ còn bồi dưỡng quá hữu hà nó lanh, thật sự quý con lanh như cái phi mà phi lúa đó, thua thua thiệt. Chứ thật sự á, từ lúc giờ á, Úc Hà nói thiệt luôn, Úc Hà chỉ nhìn thấy là có cô Ba Đồng Nai với Mai Thi á, là nói đâu là ra đó, nói gửi là gửi, nói cho là cho, còn mấy người khác á, toàn là hứa không à, không có. Trong đó là có Thanh Bùi nha, Thanh Bùi ủng hộ Hà dữ chưa. Tôi nói bây giờ quý con, những người mà họ xem trọng cái đồng tiền á, xem trọng đồng tiền hơn cái sinh mạng, xem trọng đồng tiền hơn danh dự, thì những người đây không xài được. Bây giờ Mai Thi cho tiền phát nhảy sang tung hô Mai Thi, rồi cái như là hạ cái như là Thanh Bùi xuống. Mà Thanh Bùi nghĩ sao bây giờ tuổi đã 70 rồi chứ, tuổi 70 mà thấy tướng chồng cũng đẹp trai đó chứ, tuổi 70 thì bây giờ cũng phải nên có một cái sự nhìn nhận thế nào cho nó có một cái gọi là tri thức một chút, đúng không? Thế bây giờ mà để Úc Hà nó quay như dế vậy thôi chứ thua đâu. Mai Thi ơi, thức chưa cưng. Mai Thi ơi, thức chưa cưng. À, bà con thấy không? Cái giờ người ta đang ngủ, việc gì đâu mà gấp vậy? Cái giờ người ta đang ngủ. Mà nhắn tin qua, Mai Thi ơi, thức chưa cưng, cưng chưa thức, cưng còn đang ngủ, để cưng ngày mai cưng đi làm. Cưng đi làm một ngày tới 12 tiếng, không phải như Úc Hà đó. Úc Hà không phải lên một hai cái clip là có tiền đô gửi gì đâu. Mai Thi là sống bên đấy là phải đi làm một ngày 12 tiếng. Chứ đâu phải như Úc Hà. Ngày nào thích đó, thì đi quay YouTube chơi. Ngày nào mà cảm thấy là cái không thích đó, thì ở nhà. Mà ngày nào đó cảm thấy rằng cái miệng nó ngứa ngứa đó, thì lên cộng đồng mạng live stream cái như là nói xía nói xiên. Rồi cái ngày nào cảm thấy là cái tâm của mình nó bất an đó, rồi bắt đầu là vô cái như là Phật giáo hòa hảo để vậy, để cho nó an cái tâm, mà không thật an không nào được. Tâm nó an là tự nhiên tự tại, chứ không phải bây giờ ép nó vào trong một cái môi trường đó là nó an. Bây giờ nó thật sự tâm đang bấn loạn, tâm đang bấn loạn thì thật sự có ở vào cái môi trường nào chăng nữa nó vẫn bấn loạn, nó không an. Tâm phải tịnh nó mới an tâm. Ok. Tâm mà không tịnh làm cho cái chuyện mà an. Không? Sáng chị nói chị ở Cần Thơ thì em chuyển về Cần Thơ cho chị. Nhưng mà nó nói là cái địa chỉ của chị là gửi về An Giang. Thì trên đây em sẽ đưa chuyển về An Giang. Rồi xong rồi á, An Giang có thuê xong rồi á là nó mới gọi lại cho chị. Rồi là chị ở đâu thì nó sẽ đem tới. Chị ở Cần Thơ thì cái thằng An Giang nó sẽ đưa. Nói vậy đó. Khi nghe mùi tiền em có gì không? Khi nghe mùi tiền trời ơi khà, tỉnh lắm có gì. Trở lại cảm ơn An Giang. Hồi nãy người ta có điện chị rồi đó nha. Tôi nói là ta sẽ gửi về địa chỉ ở An Giang. Được xong rồi, cái bên An Giang người ta mới điện lại chị. Còn cái chuyện em gửi tiền thì em gửi đô về cũng được. Úc Hà ra tiệm vàng đổi ở đây tỉnh, ở đây là thành phố mà cái chợ Long Xuyên lớn lắm. Chị yêu ơi. Ủa em yêu ơi. Chuẩn bị lại nha em. Chị yêu ơi, có nghĩa là quý bà con, trời ơi, nó nhấn cho Thanh Bùi, rồi nó nhấn cho cái như là cái chị Mai Thi, nhấn nhầm, nhiều chị nhiều em quá mà, nhiều chị yêu nhiều em yêu quá, nhấn nhầm, nhấn cho Mai Thi mà nó chị yêu ơi, mỗi lần nó lên nó like đó quý bà con là nó nhấn tin là hàng loạt, những bà con nào mà mạnh thường quân cho nó đó, bắt đầu nhấn tin, cho nên chúng ta phải hiểu nè. Vì sao những lúc á, mà Úc Hà đã lên nó nói về tôi đó là có rất nhiều cái khuôn mặt thân quen, trong đó là có cái chỗ gì Tô Mì, có chỗ là Thanh Bùi là vô là chữ tôi
Đấy là một trong những cái gọi là cò mồi, mồi vô để cho người ta chữ đời thường. Nhiều người chữ đời thường thì cái vấn đề, cái lời nói đời thường nó không còn quan trọng, lời nói đời thường nó sẽ chìm, và những gì Úc Hà nói là mới đúng à. Nó chơi cái bài đó quý bà con. Mà tôi nói đâu, tôi nói khi mà tôi nói một cái sự thật, có một người ngoài nghe tôi vẫn nói cái sự thật. Chứ không thể bây giờ mình chạy theo số đông, không thể chạy theo số đông. À, cái câu chuyện thế này quý bà con, có nghĩa là trong một cái lớp mà để mà đào tạo tìm ra một người mà gọi là họ có những cái lời nói mà cái như là nó phải là đính thiên lập địa à, bắt đầu là tổ chức một cuộc thi trên một cái bàn, trên một cái bàn bắt đầu đỡ những cái ly nước là toàn ly nước đường, lộn một ly nước là ly nước muối à. Đây là một trong những cái mà gọi là đào tạo cán bộ nguồn đó à, tất cả là trên bàn đó là toàn là ly nước đường thôi, chỉ có duy nhất là một ly nước muối à. Bắt đầu là gọi lên, gọi từng ông lên à, bắt đầu anh nào uống hỏi ngọt hay mặn, bắt đầu cái mấy ông uống trúng ly nước đường á ngọt à, ngọt hết, ông nào lên quốc ly nước đường cũng ngọt hết, bắt đầu còn một ly nước cuối cùng là ly nước muối. Bắt đầu gọi cái ông kia lên, mà cái ông đấy nếu mà ông nói mạnh một cái là ông này là gọi là cái chức của ông là gọi là cũng là dạng tế tướng à. Tuyển cán bộ nguồn quan trọng mà, bắt đầu là ông này ấy là rất có tài à, nhưng bây giờ người ta thứ cái độ mà trung thực anh như thế nào à, bắt đầu là gọi lên à, gọi đấy lên, bắt đầu ông ngậm vô một ngậm, anh uống lên ly nước muối quá vậy. Bắt đầu là cái anh mà tuyển dụng cái anh hỏi sao ngọt cái mạng, anh ráng anh nuốt xuống ứ một cái ừ, ngọt à, ông nậu uống ly nước muối nó mặn thấy bà nậu luôn, mà không dám coi như là nói nó mặn, vì bao nhiêu con người khác là nó ngọt hết rồi, mà bây giờ mình á, mà mình nói mặn là xem như là nó không có một cái gì mà theo cái số đông. Thâu ảnh cũng là kính răng kính lưỡi, bắt đầu anh nuốt cái ly nước muối xuống anh ngọt à, rồi sao mà loại à, những người đó không không chơi. Những người đó họ không dám mà đứng lên nói chính kiến của họ à, thì thâu bỏ cho bây giờ đó. Thật sự tiếng mà cán bộ nguồn loại đấy vô nó phá đất nước, đúng không? Tiếng cán bộ nguồn là người ta phải là cái như là à, có những cái gọi là cái lời nói của họ đó à, người ta phải là phải làm chủ được cái suy nghĩ à, họ phải là nói cái sự thật à. Tiếng cán bộ nguồn mà bây giờ đưa mấy thằng xung định sau đó thì không biết là ngày nào là nó sẽ quay ngược lại, đúng không? À, cho cái anh mà cái vô bao nhiêu con người nói ngọt hết mà tự nhiên có một mình ảnh thì bây giờ ảnh cũng vô uống ly cuối cùng đâu, đúng không? Thì hỏi ngọt cái mạng anh ráng anh nuốt xuống ngọt à, mà cái ngọt đây là nó thật sự quý bà con, cái ngọt đấy là anh ráng kính răng một bụng nó ngọt đó. Bao nhiêu con người nói ngọt, bây giờ một mình ảnh nói mặn thì thật sự à, sợ mà mất lòng đến cái vị mà vị tiến dụng. À, không chấp nhận là mặn, chấp nhận ngọt à, không dám nói lên chính kiến của mình à, những người này ra thâu không chơi không dùng à. Chị yêu ơi, ủa em yêu ơi, chuẩn bị lại nha em à, bà con thấy à, mỗi lần like là cái như là gọi đồng bọn vô, mỗi lần like là gọi cái như là gọi là cò mồi vô để chi, để cho người ta comment vô chửi đời thường, để khi mà đời thường phát ngôn là nó không có giá trị. Để cho nói để Úc Hà hiểu nè, những cái gì đó mình làm đúng thì cộng đồng mạng họ ủng hộ thôi, không cần phải xu nịnh bất kỳ ai, nghe Úc Hà cứ làm đúng đi, cứ làm đúng, quay hoàn cảnh chân thật đó, không dàn dựng à, không kể như là bất chấp, thì những mạnh thì quân họ thấy mình làm đúng thì chắc anh họ ủng hộ thâu. Chứ thật sự bây giờ mà nếu mà trong cái trường hợp của chim sâu không biết là bà con nghĩ như thế nào à, chứ tôi thấy Úc Hà có một cái sự tham lam, bất chấp à, ngang ngược à, ích kỷ à, rồi thêm một cái mà thật sự cái đạo người không cho phép, quá độc ác nhẫn tâm à, quá nhẫn tâm, quá độc ác, đưa hình ảnh một con bé bị bệnh tâm thần đang cần gọi là cứu chữa kịp thời à, đi ra bệnh viện khám kết luận à, chim sâu hết bệnh rồi. Đây là một cái sự gọi là ma mị, bệnh tâm thần mà chữa sao hết hay à, giấy tờ đâu, giấy tờ bác sĩ nào hết đâu, mày đưa giấy tờ ra đi.
làm những cái trò mèo vậy, báo cộng đồng mạng nói Úc Hà nè, nói chỗ thằng anh chị nuôi nè, à, không phải chỗ để bây cái như là diễn trò, bây chơi vui, à, cộng đồng mạng là một cái nơi, à, một cái nơi để mà thể hiện cái lòng nhân ái, à, thể hiện một cái gọi là kính trọng, à, ai đâu mày đưa lên toàn cái sự mà dối lừa không, mày bảo rằng tại sao là đời thường nói nó bảo tôi là đi làm chuyện ác không, à, tự nhiên chuyện của người ta đang làm thiện ngon lành nó nhảy vô nói toàn chuyện ác không rồi đấy. Bây giờ mày thấy chưa, mà thấy Úc Hà nó làm thiện chưa, à, tôi nói một con người mà đi nói xấu Mạnh Thường Quân đã giúp tiền cho mình để mình đi gọi là, à, chia sẻ hoàn cảnh, giúp tiền cho mình để mình kiếm ăn trong đó, mà quay sang nói người ta, nói xấu người ta đó, là xem như một con người đã không còn cái giá trị nào để lợi để mà tận dụng luôn chứ thật sự xấu cái gì, à, ác cái gì ở đây, nó đang có dấu hiệu mượn hình ảnh chim sâu để mà lợi dụng rõ ràng ràng như vậy. Tiền của chim sâu, à, bây giờ thâu đỡ thẻ mẹ giữ ngăn con, à, mẹ giữ đi chứ mẹ giữ vài bữa mẹ sao cơ thí mẹ của mẹ luôn đó, nghe chưa, mẹ giữ đi, ráng mẹ giữ đi, à, lời thật mất lòng thôi quý vị. Còn nói mà nó thật sự nói với mấy người này đó mà nói văn hóa quá nhiều lúc họ cũng không hiểu, nó còn xa vời lắm, có nghĩa là mấy người này là nó gần cái chợ búa mà nó xa cái trường học, mà bây giờ dùng những cái ngôn từ nó bóng bẩy, những ngôn từ mà nó phổ thông á, thì chắc anh những người này họ sẽ không hiểu, và tôi chứng minh cho quý vị thấy là những người này họ đã không hiểu. Vì tôi nói một khoảng thời gian nay là cũng đã hơn 10 ngày mà tôi đi nói sát phạt, nói rõ ràng như vậy, phân tích từng ly từng tí vậy, mà họ không hiểu. Nếu họ hiểu là họ đưa trên sau về rồi, à, à, chứng tỏ là giống như vậy, à, nước đổ đầu việc, đàn gãy tay trâu, à, chứ thật sự họ không hiểu. À, nhưng mà tôi mong rằng những người đang hiểu không hiểu, chắc anh sẽ có một ngày nào đó họ sẽ hiểu. Mà không phải tôi nói cho họ hiểu, mà một người khác họ nói cho họ hiểu. Còn cái vấn đề tôi muốn rằng ở đây đó là có một cái sự lan tỏa để cho những bà con nào vẫn còn bị cái băng nhóm Hà này qua mặt ma mị thì có một cái sự thức tỉnh, à, và có một số bà con hỏi rằng tại sao không giúp mẹ chim sâu, thì xin thưa quý vị đó, hiện bây giờ đó thì mẹ chim sâu cũng đang trong quá trình là nộp đơn, à, tất cả mọi cái thì bà con hãy an tâm, à, thì cái vấn đề tôi đã nói là tôi giúp theo khả năng của tôi, à, được thế nào là tôi giúp theo thế này. Và mẹ chim sâu cũng đã là nộp đơn, à, thì còn cái chứ là có những cái vấn đề thì tôi cũng không thể mà chia sẻ, à, cho tất cả các bà con được, à, mong rằng bà con hết sức thông cảm. Và cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây, à, thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả quý vị, à, cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta, à, lời chúc sức khỏe và gặp nhiều, à, may mắn trong cuộc sống. Bà con hãy vui lòng cho Đời Thường TV, à, xin một lượt like cho quý vị và chia sẻ giúp clip này để có cái sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị.